Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua đoàn công tác của Sở Y tế Hà Nội do đồng chí Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội làm trường đoàn đã có buổi giám sát tình hình triển khai thực hiện dự án thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện Quốc Oai theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai, tổng mức đầu tư các dự án trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện theo kế hoạch số 139 của Ủy ban nhân dân thành phố là sắp xỉ 276 tỷ đồng. Tập trung vào các dự án gồm: đầu tư cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai, xây mới trung tâm y tế huyện Quốc Oai, xây mới 9 trạm y tế xã gồm: Phú Mãn, Yên Sơn, Ngọc Mỹ, Ngọc Liệp, Liệp Tuyết, Đông Yên, Đại Thành, Tân Hòa và Tân Phú, nâng cấp cải tạo 4 trạm y tế xã gồm thị trấn Sài Sơn, Đồng Quang và Tuyết Nghĩa. Đến nay đã có hai dự án khởi công xây dựng, dự kiến hoàn thành trong tháng 12 năm 2022. Dự kiến trung tuần tháng 12 sẽ tiếp tục khởi công hai dự án và đầu năm 2023 sẽ tiến hành khởi công các dự án còn lại. Đặc biệt, dự án đầu tư cải tạo nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai đã trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư, dự kiến thời gian khởi công hoàn thành giai đoạn 2023-2025 huyện Quốc Oai đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 thuộc một số dự án do nguồn lực huyện còn hạn chế. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm trình cấp các thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai. Đoàn giám sát đề nghị thời gian tới Huyện Quốc Oai tiếp tục ra soát các danh mục, sớm chuẩn bị các thủ tục đầu tư các dự án theo đúng tiến độ đảm bảo chất lượng công trình bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên để triển khai các dự án đúng tiến độ. Ngoài ra huyện làm tốt công tác y tế dự phòng. Sáng hôm nay hội khuyến học huyện tổ chức hội nghị kiểm tra đánh giá xếp loại cộng đồng học tập cấp xã năm 2022. Tại hội nghị đoàn đã phân công các đồng chí thành viên trong đoàn kiểm tra 15 tiêu chí đánh giá xếp loại cộng đồng học tập qua kiểm tra cho thấy các đơn vị chuẩn bị cơ bản đầy đủ các loại hồ sơ, minh chứng, hồ sơ sắp xếp bảo quản sạch sẽ. Các tiêu chí được kiểm tra hầu hết đạt kết quả tốt như: kết quả phổ cập giáo dục xóa mù chữ, công bằng xã hội trong giáo dục, kết quả học tập, bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ công chức cấp xã, kết quả xây dựng gia đình hiếu học, cộng đồng hiếu học. Các tiêu chí được kiểm tra hầu hết đạt kết quả tốt, một số tiêu chí đạt kết quả khá hồ sơ số liệu được tổ giúp việc tập hợp theo đúng quy định, đảm bảo chính xác, khách quan. Qua xem xét thảo luận, kết quả thẩm tra từng tiêu chí, tổ thẩm định đã tiến hành đánh giá phân loại. Căn cứ và kết quả kiểm tra đánh giá phân loại, đoàn kiểm tra sẽ đề nghị Ủy ban dân huyện phê duyệt và công nhận kết quả đánh giá xếp loại cộng đồng học tập cấp xã năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm tù bổ tôn tạo di tích bằng 100% nguồn vốn xã hội hóa, Sáng qua, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Quang lòng trọng tổ chức lễ khánh thành đình làng thôn Dương Cốc trong niềm vui, niềm tự hào của nhân dân địa phương. Về dự và chúc mừng buổi lễ có Đại tá Phạm Danh Mạnh, Ủy viên thường vụ, trưởng Công an huyện Quốc Oai; đồng chí Nguyễn Đức Nam, trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; đồng chí Nguyễn Vũ Hán, giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai, cùng các đồng chí lãnh đạo xã và đông đảo cán bộ, nhân dân thôn Dương Cốc. Đình Dương Cốc có niên đại khởi dựng từ thời Nguyễn, gắn liền với sự tồn tại của làng xã. Theo các tài liệu cổ như thần phả, sắc phong, bia đá trong di tích thì đình quán Dương Cốc hiện thờ vị Thành Hoàng làng là Đỗ Tam Lang và hai phúc thần người làng Dương Cốc là Quận công Nguyễn Khắc Tuần và Nguyễn Tuấn Đường. Trải qua thời gian do ảnh hưởng của khí hậu thời tiết, di tích đình Dương Cốc đã xuống cấp nặng. Được sự quan tâm ủng hộ của các mạnh thượng quân và toàn thể nhân dân thôn Dương Cốc, sau hơn 2 năm tu bổ, tôn tạo Di tích đỉnh Dương Cốc đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Di tích đỉnh Dương Cốc hoàn thành công tác tu bổ tôn tạo bằng 100% nguồn vốn xã hội hóa là niềm tự hào không chỉ của nhân dân thôn Dương Cốc, nhân dân xã Đồng Quang nói riêng mà còn là niềm tự hào cho những giá trị văn hóa vật thể quý giá của huyện Quốc Oai, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa vật thể trên địa bàn huyện. Sáng ngày 2 tháng 12, Ủy ban nhân dân xã Đồng Yên phối hợp với Công an huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho gần 300 cán bộ, đội viên, đội phòng cháy chữa cháy dân phòng, đội viên phòng cháy chữa cháy cơ sở và hộ gia đình có nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã tại hội nghị các đại biểu đã được đồng chí đại úy trịnh đức đông giảng viên trường đại học phòng cháy chữa cháy cung cấp những thông tin về một số vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên phạm vi cả nước và thủ đô hà nội trong thời gian gần đây đồng thời truyền đạt những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy các nguyên nhân gây ra cháy nổ và biện pháp phòng cháy chữa cháy tại nơi làm việc và gia đình hướng dẫn sử dụng các thiết bị phương tiện chữa cháy tại chỗ những kỹ năng thoát hiểm và cách thức xử lý nhanh các tình huống có thể xảy ra sau phần học lý thuyết, các đại biểu tham dự lớp tập huấn được trực tiếp tham gia thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, sử dụng vòi phun nước chữa cháy, cách sử dụng các phương tiện bình bột, bình CO2 để dập tắt đám cháy và cách thức xử lý nhanh khi có đám cháy xảy ra. Thông qua lớp tập huấn giúp cho các học viên hiểu và nắm bắt quy trình thao tác sử dụng thiết bị, chủ động xử lý tốt các tình huống, tránh nguy cơ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày hôm nay, người tiêu dùng có thể truy cập vào website www.onlinefriday.vn để tham gia chương trình Ngày Mua Sắm Trực Tuyến. Hơn 70.000 sản phẩm chính hãng, 500 chương trình khuyến mãi của các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp phân phối, sàn thương mại điện tử hứa hẹn tạo ra sự bùng nổ sức mua trong dịp cuối năm. Điểm nhấn tại tuần lễ thương mại điện tử quốc gia này là ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday năm nay chính là việc kết hợp với nền tảng TikTok với hashtag Online Friday 2022. Trên nền tảng này, người tiêu dùng có thể tìm kiếm những sản phẩm chính hãng với giá cả tốt nhất, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn và có thể chia sẻ video hướng dẫn kinh nghiệm mua sắm hữu ích. Các thương hiệu uy tín sẽ tham gia chương trình livestream về sản phẩm chính hãng trong 60 giờ liên tục trên nền tảng số TikTok tận dụng tối đa sức mạnh của nền tảng trực tuyến để bán được nhiều hàng hơn. Để bảo vệ người tiêu dùng, năm nay ban tổ chức cũng cung cấp tính năng hỗ trợ xử lý vấn đề hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Sự kiện kỳ vọng là cơ hội để doanh nghiệp tối ưu hóa công cụ hỗ trợ và tính năng trên sàn thương mại điện tử, mở rộng tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng, giúp tăng doanh thu trực tuyến cũng như tích cực chuyển đổi số bản tin tối của trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện quốc oai đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại